Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đã. Ngày hôm nay chúng ta ăn mặc rất là sao tự nhiên lại giống nhau quá vậy? Phối hợp với nhau. Hay là tại vì mưa dầm thấm lâu? Tại vì mưa dầm thấm lâu. Cho nên là anh. Tại vì không hiểu, ngày hôm nay chúng ta sẽ phải chào đón một cái cặp đôi gọi là cực kỳ khó chịu. Một cái cặp đôi mà có sự gắn kết rất là ghê gớm, cho nên là hai anh em mình phải gọi là cũng phải có sự gắn kết như vậy. Vậy liệu như hai đứa mình có gắn kết được không ta? Ví dụ như thế nào? Ví dụ như mình thử chơi một cái trò chơi nho nhỏ đi, tâm đầu ý hợp, coi coi là hai đứa mình có chọn chung một đáp án hay không. Ok không? Ok. Ok, thử nha. Rồi. Bò hay là heo? 1, 2, 3 bò. 1, 2, 3 bò. Bò. Chết tôi. Tiếp. Tteokbokki hay là kimbap? 1, 2, 3 Tteokbokki. Trời ơi. Chết tôi rồi. Hôm nay là thấy sự gắn kết quá nhiều rồi. Ủa nhưng mà ví dụ như còn cái lần cuối đúng không? Đúng rồi. Nếu như mà lần cuối mà giống nhau nữa luôn thì sao? Thì mời anh về đội của em. Mời anh về đội của em. Là phải cưới em luôn hả? Cái chuyện đó ai đâu biết được. Sao gây cấn vậy? Sao gây cấn vậy? Thì giờ có chơi có chịu. Có chơi có chịu hả? Ok. Ok. Rồi. Coi như là mình bước đầu gắn kết với nhau. Để mình đối đầu với lại cái đội kia. Rồi. Ok. Cái cuối cùng nha. Rulu hay là trợ lý? 1, 2, 3, 3 Rulo, 3, Rulo. Yeah. Mình thoát ế rồi mọi người. Hôm nay chúng tôi đã ăn mặc rất là giống nhau. Và bây giờ chúng tôi cũng rất là ăn ý với nhau. Để xem đội bạn ngày hôm nay ăn ý như thế nào, có hơn chúng tôi hay không. Ok. Mở cửa nha. Thấy chưa, em thấy không? Anh nói đâu có vừa. Dễ sợ quá. Rồi, hai bạn có thể giới thiệu cho mọi người biết là quê quán xuất xứ. Ủa sao giới thiệu quê quán luôn vậy anh? Mình giới thiệu tất cả cho quý vị các bạn khán giả biết nè. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trà Ngọc. Mình hiện là diễn viên trẻ. Còn đây là xin giới thiệu với mọi người, mình là Tống Hào Nhiên và mình là một ca sĩ, và mình đặc biệt là mình của chồng vừa chẳng không có quen biết gì hết trơn á. Em chị không có biết nha. Tự nhiên hồi nãy đứng ở trọng anh kêu nắm tay anh đi ra không em, cái em nắm thôi không biết gì đâu, không biết sao bận đồ đôi ghê vậy. Ủa á, trùng hợp á ha. Ủa giờ nó hay luôn á. Ủa tỉnh táo lại đi em. Không, em đến đây với một tâm thế là độc thân ha. Hai người đều phải là độc thân đúng không? Không biết anh kia luôn mà có với nhau đứa con rồi đó em. Wow. Anh nhắc rồi mới nhớ. Bình tĩnh nhớ rồi. Nhớ hình như không? Là em có đẻ con chậm. Em thấy được một cái sự cam chịu trong ánh mắt của anh Nhiên. Ủa? Anh có thể chia sẻ về chỗ này. Xin chương trình cho một nét nhạc buồn. Anh hay vậy. Ủa? Quá. Xin chương trình cho một nét nhạc buồn. Anh hay vậy. Ủa? Quá. Hay ra đường cái gì á. Thì nói chung là rất là nói gì mà nói. Ủa? Chung nói thì nói riêng từng đứa, em nói rồi tới anh nói tự nhiên nói chung. Phá. Đó nội bộ lục đục quá. Em nhìn thấy được một cái ánh mắt. Cho anh nói vài câu. Cái cho đi. Anh nói vài câu đi. Xong em nói rồi. Ảnh đi như em luôn, mỗi lần tới quán ăn là vui. Cho anh nói xíu đi. Ngọc anh nói đi, em giữ. Rất là vui khi được đến chương trình này. Đó. Ủa xong rồi hả? Nói được câu mừng quá. Tức ghê luôn á. Bây giờ trước khi đến với món ăn thì cả hai vợ chồng có đồng ý tham gia thử thách của chương trình hay không? Đương nhiên là đồng ý rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng thử thách. Và bây giờ là phòng thử thách của chúng ta. MC sẽ đọc một câu hỏi và đáp án là một bức hình nằm trong khung này. Chúng ta sẽ có thể được nhìn thấy cái đáp án và có thể đoán được nó hay không là tùy vào cái độ nhanh nhạy của hai bạn nha. Rồi, chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Bởi vì chúng tôi nghe thấy là đôi bạn trẻ này là rất là thân thiết với nhau, cho nên là ai mà muốn mà gọi là giống như giơ tay đó, hồi xưa là ai mà muốn giơ tay lên phát biểu á. Đó, thì bây giờ thay vì giơ tay á là chúng ta hung cái bạn cái mình vô má một cái. Người nào muốn trả lời người đó hung. Rồi, ok nha. Sẵn sàng chưa? Ok. Hãy cho biết đây là nguyên liệu gì. Nhìn kỹ nha. Ủa? Nhìn kỹ nha. Ủa? Nhìn kỹ nha. Ủa? Chưa có cút nữa mà anh lại. Thôi. Anh
anh chơi. Nhìn là anh nhìn nghĩ là anh mời anh trả lời. Anh nhìn thịt tức luôn á, không mời có ý lời. Nào mà nhìn thấy cái này mà biết cái đó là cái gì á. Anh đoán hành. Hành gì? Hành tây. Hành tây. Vô lý thiệt luôn. Là một đáp án sai. Tiếc quá trời. Làm lại em. Lại anh. Ủa. Chuẩn bị. 2, 3 Anh gì ta? Không màu xanh lắm. Màu xanh. Màu xanh nhá. Đó. Gì đây? Hành lá. Hành lá là một đáp án sai. Ủa. Bé. Cần tây. Sai luôn. Hành ba rô. Chính xác. Hay quá. Hành ba rô. Đây. Hành ba rô là đây hành là món. Ba rô mình đi siêu thị mình mua về mình ăn với bò rồi đó. Em hành ăn này món là của món Hàn Quốc đúng rồi. Rất là thường xuyên dùng. Tiếp theo, loại sốt này được chế biến từ trứng muối cùng với nguyên liệu nào? Sốt nha, đây là một loại sốt nha. Nè, chuẩn bị nhìn nha. 1 2 3. Trứng muối cùng với nguyên liệu phô mai. Chính xác. Có vẻ là anh hỏi dễ quá đúng không? Tăng độ khó lên, mời luôn. Rồi. Hãy cho biết tên của món ăn này là gì? Mì nha. Con bé này bé. Mì spaghetti. Sai. Pizza. Sai. Gợi ý. Có một bảo tàng về món ăn này tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. À. Mẹ không đi. A thì không đi em. Kim chi. Đúng rồi. Chính xác. Rồi, câu hỏi cuối cùng. Hãy kể tên ít nhất 5 nguyên liệu có trong món lòng nướng Hàn Quốc. Mọi người nhìn hình nha. Xem hình nha. Nấm kim châm, lòng heo, ba chỉ, mè, ớt. Đúng không? Ừ. Chính xác. Trời ơi. Bây giờ hai người chơi của chúng ta rất là xuất sắc trong cái thử thách. Thì bây giờ như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ đến với phần đặc biệt nhất của chương trình Quán ăn hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, đã đến với vòng này thì chúng ta cùng nhau thưởng thức những món ăn. Ngày hôm nay chúng tôi với chủ đề đó chính là tâm sự những người đàn ông. Còn bên đây là tâm sự của những người phụ nữ. Ủa? Ở giữa đây giống như có một cái vách ngăn nha. Coi như là hai bên không có nghe gọi là tâm những cái chuyện tâm sự thầm kín. Trong cái bữa ăn của chúng ta thì sẽ có một cái món rất là hấp dẫn. Đây là lòng nướng Hàn Quốc. Lòng nướng, à. Này em sẽ phục vụ anh nha. Đây để em phục vụ chị. Đập. Trước khi ăn mình cheers các mọi người. Cheers các nhé. Yes. Rồi. Vì hạnh phúc gia đình của chúng ta. 1, 2, 3 Vô. Nhưng mà anh thấy nó hơi thơm đó nha. Thơm ha. Thơm đó. Dạ. Hấp dẫn ha anh. Anh ở nhà là anh kiểu như anh có bị bức bách gì không? Chắc phải xin nén nhạc buồn nữa. Thật ra thì ở nhà thì anh nói chung là cũng không có đau đớn gì hết. Nói chung cũng sống thoải mái và vui tươi lắm. Yeah. Sao giọng không có thoải mái lắm vậy ta? Không có làm cái kiểu này nha. Em làm cái gì? Ủa em chọn cái này cho nó đều. Người ta đang tâm sự thật thôi. Ủa em chọn cái này cho nó đều thì... Dạ mà ăn tấm chén là cái gì? Ăn mâm về nè, ta chọn cho nó đều thì có làm gì đâu mà. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều cái địa chuyện vui vẻ lắm em. À, ví dụ? Những cái lúc mà anh vui một mình nè. Những cái lúc mà anh vui một mình nè. Ăn uống một mình rồi đó. Không mà thật ra là cái lúc đó đó hả? Đó là lúc. Tại thời gian này em đi tới 3 phim lận á, cho nên em ít ở nhà lắm. Em dạo này em thấy anh Nhiên hạnh phúc á. Lúc đó thấy bình yên hả anh? Có chứ, đi nhiều, nói chung là nhà có hai vợ chồng với đứa con. Còn bây giờ vợ mình đi nhiều quá thì mình nói chung cũng buồn. Dạ. Nói chứ thơm quá. Không, ăn đi anh, ăn đi. Ăn đi anh, em đang nướng cho nó chín đó. Ồ, thoải mái đi anh. Ồ, dạ. Hấp dẫn quá trời. Cái gì vậy ơi? Cái da heo này nha. Chiên lên rồi mọi người. Trời ơi, cái này hấp dẫn là món cái này cái gì ta? Cái này cái này em biết không luôn? Đâu? Như là lòng hay là lòng phải không? Cái đó là lòng á anh. Ở nhà anh là chắc là vui nhộn nhiều tiếng cười lắm anh. Nói chung là không, anh ở nhà em cọc lắm. Thiệt sự ở luôn. Ở nhà thì để cho anh trả lời. Ở nhà giỡn lắm. Thật ra là cái lý do mà ở nhà em không đùa giỡn á là tại vì ra ngoài đường á là mọi người thấy em là một diễn viên tràn ngọc. Nhưng ở nhà con của em gọi em là mẹ thì mình đang đứng ở một cái vai trò là người giáo dục, hiểu không? Mình sẽ truyền những cái mà giống như là mang tính là quyết định thế hệ tương lai.
Cho nên là em cố gắng là không đùa giỡn ở nhà. Để giữ trong mắt con em sẽ là một người mẹ nghiêm túc nhất có thể. Làm gương cho con. Nhưng không, con em giỡn với em mỗi ngày. Tại sao? Tại không biết cái gen hay sao, hiểu không? Em đã cố tình nghiêm túc rồi mà bé nó giỡn. Ủa cái này chấm món gì ta? Dạ, có hai loại sốt. Đây, có một cái muối ớt xanh. Được rồi, muối anh sẽ thử món đầu tiên. Dạ. Ngon nha. Ngon ha. Ngon không? Ủa sao bên đó cái gì cũng ngon cho vậy trời? Ăn không? Em gấp cho chị nè. Ngon nha. Cho chị xin nè. Giỡn anh. Mọi người ăn đồ Hàn á thì mọi người phải ăn đúng cái kiểu và cái văn hóa, tại vì em coi phim Hàn nhiều á. Rồi luôn luôn cầm miếng salad lên, cầm miếng salad lên. Kìa, oppa, oppa. Yeah. Oppa. Dạ. Em hiểu cảm giác của anh. Cầm lên. Yeah. Em sống rồi, thoải mái lắm, không có áp đặt gì hết trơn. Yeah, okay. Rồi ok, gắp lên miếng thịt cho em rồi nha. Miếng nào mình thích ăn thì gắp miếng đó. Rồi. Nè, thả cái miệng vừa với miếng thịt chua chua chua. Cái xay miệng mình. Thả ra xay mờ cho em. Ok, rồi. Rồi. Thật rồi. Thật. Rồi, miếng thịt. Mọi người ăn review nha. Review coi Ngọc chỉ ngon không nha. Ăn vậy còn ngon không? Đúng không? Đúng không? Ngon em. Nó ngon hơn ăn cách bình thường đúng không? Sao anh Yên? Bình thường em đi nhà hàng thịt nướng em cũng ăn như vậy. Phiền lắm. Phiền. Phiền. Phiền với nó ngon. Nhưng mà ăn vậy cũng được. Cũng được. Mình nói vậy đâu có lý do đâu, được chửi mình. Ăn cũng ngon. Nhưng mà anh thấy sao cái lòng này thật sự ngon. Rất là ngon. Nó rất là đậm đà. Và ăn vô một cái là mình cảm giác như là mình ăn thức ăn luôn á. Ủa anh nói cái gì sai? Anh ở với Ngọc lâu lắm rồi đúng không? Anh bị áp bức dữ lắm luôn. Tối là mực sốt gì là luôn? Mực sốt cái này là sốt cay. Mực sốt cay. Mực á tươi. Tươi. Hải sản rất là tươi. Cái điểm quan trọng của tất cả những món hải sản em ăn á là em rất là thích giữ lại cái độ tươi của nó. Không có nêm nếm gia vị nhiều. Nhưng mà cái sốt này sao? Cái sốt này ngon, cái sốt này ngon nha, chua chua cay cay mặn mặn. Chua chua cay cay mặn mặn. Lu có thông tin gì về cái món này không? Sốt đồ như thế nào? Nó làm từ cái gì nhỉ? Mình ăn. Đói hả? Cay quá. Cay quá. Cay quá. Đây. Nhưng mà thích ăn cái mực này lắm. Rất là thích. Tại vì khi mà cắn vô á, cái mực nó tươi á, cắn vô cái nó tươi. Không phải, nó sực cái miệng, nó sực cái răng á. Sực cái răng, nó sực, ý là mình cảm giác sao đây. Đó, nó giòn. Nó hơi giòn chút xíu, nó hơi giòn chút xíu mà nó lại tan. Mọng nước. Nó mọng nước đúng rồi. Để em thử nha, giống anh nói nha. Mọng nước. Nó sực sực mọng nước. Mọng nước nha. Rồi. Con này chín chưa ta? Chín rồi đó chị. Sực sực. Đúng rồi. Dài nghe cái cảm giác như dính cái răng của mình á. Dính rồi, cái mực này lạ đó. Rất ngon nha. Mà nó khoanh. Nó giống như là cái mực ngâm cho mà em biết cái mực ngâm cho. Biết. Nó sực như nó vậy. Giòn. Nó giòn như vậy á, chứ nó không phải là giống như cái mực bình thường mình ăn là mình sẽ dai. Nó sực rất. Mà cắn thì mình cảm giác như là cái răng của mình á. Đúng, cái răng của mình nó dính ở giữa á. Cái răng giữa đúng không? Hấp dẫn ha. Cái sốt này thì em thấy là kiểu như là cay vừa á. Với lại là được cái là cái sốt này sẽ làm cho cái món này nó không có bị tanh. Tại vì hải sản, thực ra hải sản thì đúng nghĩa là ngon hay không là do cách xử lý. Cái lúc mà mang về họ không mua về họ là xử lý. Cái món mà anh thích ăn nhất ở nhà anh là món của vợ anh nấu, bất cứ món gì. Tại vì cái khẩu vị không biết tại sao nhưng mà khẩu vị vợ anh nấu rất là ngon. Hôm nay không phải là nịnh hay là gì nha. Nhưng mà bà rất ít khi nấu. Em cảm nhận được. Tại vì đi làm nhiều quá không có thời gian để nấu. Cho nên là đa phần hai vợ chồng sẽ ăn ở ngoài nhiều hơn. Thật sự là cái này em nói khách quan thôi nha. Là em là đỉnh của chớp về nấu ăn. Được một cái là em chịu khó tiếp thu á. Em sẽ lướt coi mấy cái clip mà người ta nấu nhanh thôi, người ta tua nhiều lắm. Nhưng mà em biết được cái công thức rồi là em vô bếp làm liền. Nhưng mà đương nhiên lần đầu tiên là nó không ăn được nha. Nhưng mà tới cái lần anh Nhiên ăn đó là khoảng là lần thứ khoảng 50 mấy 60 mấy, hiểu không? Wow. Em nấu lại rất là nhiều lần. Cái ngày mà em chắc chắn nó ngon rồi á là em đem nó, bữa nay em nấu món này lần đầu nè. Không có lương lẹo gì hết. Chiến thuật ha. Ngon quá, cái mì ngon quá. Ngon quá hả? Đang nói mà phải dừng lại. Cái ý là rồi, nhưng mà cái mì nó ngon quá, nó chặn lại. Nó ngon như thế nào anh nói nghe. Nó không phải là giống, chắc chắn đây không phải là mì của Việt Nam. Mì Việt Nam anh. Mì Việt Nam nhưng mà không phải là những gói mì mà anh đang. Dạ. Hiểu không? Cái cảm giác vậy. Em hiểu ý anh. Hiểu mà không. Làm anh tụt hút quá.
Anh nói đi. Nó rất là ngon. Anh, nước sốt. Nước sốt nước ngoài đúng không? Ừ. Cái kiểu Hàn Quốc. Kiểu đó. Hàn Quốc. Đó, nó rất là ngon và nó dạ. Nó không mặn quá mà cũng không ngọt. Nó không có dai nha. Mì bình thường mình để sẽ bị để lâu dai để nguội. Nó dai bở. Dính lại. Dính. Vẫn cục lại. Nó vẫn còn ngon. Không, cái này là gì? Xúc xích đúng không? Rồi đúng không? Cái sốt này nè, cái nước sốt này nè. Sốt mayonnaise. Ủa mayonnaise hả? Ủa. Không phải nha. Chào. 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 Chào mai mai cho chào. Dạ. Mai cho chào. Chào vô nè. Ừ, chào vô nè. Chào vô nè. Hấp dẫn á. Sao? Review cái cuối coi anh. Thì gỡ lại gia đình mình coi. Cái này là dồi hả? Ừ. Chứ là dồi trường hả? Đúng rồi. Có kiến thức, có kiến thức. Nó thứ nhất là ăn vô nó sực. Giật. Giật. Sực không á. Giật. Nó giật à? Nó sực á. Nó điện hay gì ăn vô nó giật. Sực đấy, biết không? Sực. Giòn sực. Giòn sực. Giòn sực. Giòn sực. Nó có củ cải nè. Anh nghĩ là nó có củ cải không đó. Ngay có bị củ cải. Rồi. Và nó... Sao sắc. Nó rất là thơm. Rồi. Nó thơm nha. Rồi. Nó không có mùi đặc trưng của cái món dồi của Việt Nam nha. Rồi. Bởi vì này dồi Hàn Quốc. Cái này dồi Hàn Quốc. Đó, kiểu vậy. Đó, đúng Hàn Quốc đúng không? Vô Hàn Quốc là đúng không? Đó, nó kiểu là nó rất là thơm mà rất là bay mùi lên. Thơm mùi Seoul đấy vậy. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Đi đầu. Mời chương trình lên món mới. Đây là món sườn cây khổng lồ. Wow. Hấp dẫn ha. Đó. Cái sườn này là anh biết cái sốt nó là gì không? Sốt gì? Biết cái sốt là sốt gì không? Sốt nào? Sốt đó, cái nước sườn cái đó. Cái nước này anh biết chính xác luôn. À, nào nói. Là gì? Là hầm từ xương này ra. Ừ. Tức là hầm rất lâu. Ừ. Cho nên là thịt nó mới mềm vậy. Ừ. Cái nước chấm không? Ừ. Cắn vô là cái miếng thịt nó tan luôn. Sao? Thịt làm sao? Nước chấm làm sao? Sườn này hầm rất là lâu rồi cho nên là thịt nó rất là mềm. Ừ. Bỏ vô miệng là nó muốn tan luôn á. Ừ. Nhưng mà đâu có kịp tan với em. Phải hả? Tại em nhai gấp quá. À. Khi mà nhai á mình cảm giác nó mềm. Ừ. Có mấy cái gân á. Ừ. Gân sụng. Của cái sườn. Sụng. Đúng là sụng của cái sườn. Ừ. Được. Mà cái nước chấm này chấm vô là đúng kiểu đặc trưng của món Thái luôn. Ừ. Nghe mùi lá chanh. Ừ. Trong cái sốt này sẽ có lá chanh. Lá chanh. Đúng không Lu? Ừ. Chính xác. À, lá chanh và một vị này là cái mùi hanh của ớt. Nghe mùi ớt thì đặc trưng rồi, có nhiều chỗ cay mà ăn không được luôn á, ăn không nổi luôn á. Ăn cái độ cay mà thường á là cái món này á đa phần là sẽ dùng ớt xanh đúng rồi, ớt xanh để làm sốt. Đúng rồi. Ở trên này cũng sẽ có một số chỗ họ để ớt xanh mà ở đây thì để ớt đỏ. Thường là ớt xanh á thì sẽ cay hổm hơn một tí xíu, ăn vô là sẽ kiểu suýt xoa luôn. Không, anh ăn cái này nha, là anh cảm giác là những cái người mà thích ăn xí quách hay ăn hủ chú gõ hồi xưa hay là ăn bún bò là mà thích xí quách là sẽ gọi là cái món này là nhức nách luôn. Đúng rồi. Anh rất thích ăn cái món xương này. Rất là thích. Phải nói đỉnh cao quá. Theo mà theo một kinh nghiệm mà anh ăn xí quách thường xuyên á. Ăn ngon nhất không phải thịt. Mà là cái gân cái sụn đó. Đây chính là cái phần khi này. Khi mà cắn vô mà nó giòn sực. Nó giòn và nó phải đứt nha. nó phải cắn nó phải đứt luôn thì cái đó thì là sừng non đúng ha. Rồi nó mới hầm lâu và nó mềm được, còn khi mình cắn vô nó cứng quá mình nhai không được á, sừng già nó còn chưa, nhiều khi là hầm chưa tới nữa. Mà cái món này á ở bên Thái á là sẽ có rất là nhiều kích cỡ khác nhau. Đúng rồi. Size nhiều size. Hồi trước em đi Thái là sẽ có một cái size nhỏ. Không có một người ăn nổi đâu chị, cái size đó là cũng phải cỡ 2-3 người. Xong rồi size lớn hơn 4 người, 5 người, 6 người, kiểu nguyên một cái dĩa rất là to, một cái tháp rất là cao. Mà hôm nay á là tại vì á là do là mình đã có ăn hai món trước rồi cho nên là em sợ là hai anh chị không ăn nổi. Không ngon mà. Nên là hẹn mọi người một ngày nào đó ghé quán tụi em sẽ làm nguyên một cái tháp sườn cao thì là cao. Chị ấn tượng cái món này lần đầu tiên chị nhìn thấy là một anh bạn của chị là mở quán cái này ở Đà Nẵng. Ảnh đầu tư, ảnh là người ở trong Nam nhưng mà anh quyết định ra ngoài đó để lập nghiệp á, thì anh mang theo cái món này tại vì anh đi Thái nhiều, thì anh mở một cái quán ở ngoài đó và cái ấn tượng là anh sắp xếp những cái sườn á nó giống như một đốm lửa chạy, thì chị nhìn nó ủa sao cái món này nhìn giống như là cái đốm lửa vậy rồi ăn sao, nhưng mà không biết nó có mềm hay không, nhìn nó nhưng mà lúc ăn vô là rất là ngon luôn, rất là mềm luôn, tức là họ đã hầm trước đó rồi á,
Nó rất là đậm đà luôn, nó đậm đà luôn đó nha. Nó rất là ngon nha mọi người. Trời, nó được hầm, nước hầm xương. Nước hầm xương là tuyệt vời luôn, phải nói. Cái nước lèo này nó ngọt, nó ngọt mà ngọt thanh á, của xương á. Nhưng mà lạ cái là nó cay cay, cay nha. Cay. Thì thật ra món này phải cay, tại vì nó ớt mới ngon. Đúng rồi, cái ớt mà chị nhìn thấy đó là ớt xanh nha. Còn hình như ở đây được biến tấu thành ớt đỏ. Ớt đỏ. Em nghĩ là có thể là do là điều chỉnh cái độ cay á, cho nên nó là sẽ giảm cái ớt xanh, cái độ cay thì nó vừa vừa mà cái độ nồng á. Cái độ nồng lên tới cái khoang mũi. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà đúng là cái món này mà không có ớt, không cay thì lại ăn nó lại không có thiếu, nó cứ thiếu. Cái món này kích thích vị giác á nha. Đúng là đồ ăn Thái là rất là thường xuyên ha. Kích thích vị giác. Nó rất là đậm. Em mê ăn đồ Thái lắm luôn á. Em mê đồ Thái lắm. Có một thời gian đầu quen ở anh Nhiên là anh chỉ dắt em ăn đồ Thái thôi. Có mấy cái quán Thái ngon mà hai đứa lùng sục á, là hẻm hóc nào mà nghe món Thái là lao vô ăn thôi. Mấy ăn rễ luôn. Nghiền đến vậy luôn. Cùng gu, cùng gu. Đó, cái cục sườn nó phải đỉnh điểm là vậy. Bẻ ra một cái. Bẻ một cái là nó xoẹt ra. Đỉnh cao hả? Đỉnh điểm. À, đỉnh cao đó, đại đỉnh, đỉnh cao. Giống từ ảnh nhiều lắm á. Nhưng mà tại anh quên. Ngon không? Anh nói giờ anh đi ăn cái món này mấy lần rồi đó mà chưa, bà chưa có dẫn đi. Không, thật ra là chị á, là chị ở ngoài đường thì chị thoải mái thôi. Nhưng mà giống như kiểu đối diện với người đàn ông mà giống như kiểu là thân thiện, gần gũi quá là chị bị những cái khoảng cách ngộ lắm. Có những món là chị sẽ không bao giờ đi ăn với ổng. Tại sao? Như là ăn bốc. Ăn bốc là không bao giờ em ăn với những người nhà của em ngồi. Tại sao? Tại vì em cảm thấy nó không thoải mái á, lúc nào cũng vậy. Tức là em chỉ ăn những cái món mà gắt với người thân thôi, rất là lịch sự, rất là nhã nhặn với người thân thôi. Còn những món như là lẩu gà mà gà chọi mà nó cứng nhắc á là chị không bao giờ ăn với gia đình. Đặc biệt là với ổng, ổng kêu rủ ăn món này, không lẽ hai vợ chồng ngồi đối diện nhau đứa cầm cây gạch. Em cảm thấy nó bị thiếu cái sự lãng mạn, hiểu không? Cái này là nó nằm trong văn hóa truyền thống. Ngày xưa ta có một câu là tương kính như tân. Hai vợ chồng mặc dù lấy nhau về là nhưng mà vẫn thường xuyên đối đãi với nhau như khách vậy á. Nên là rất là tôn trọng nhau. Giữ một cái khoảng cách đó. Đúng rồi, chứ không phải là giải đãi rồi cứ cái gì cũng phô ra hết. Nó về lâu về dài nó sẽ không còn giữ được cái độ tinh khiết như ban đầu nữa. Chính xác. Cái độ hay họ sẽ không còn cái khoảng cách đó. Khi mà em bị mất cái khoảng cách đó là em sẽ mất luôn cái độ lãng mạn trong tình yêu. Đúng, tương kính như tân. Giờ mình nè, chốt lại một cái là nãy giờ hai anh chị ăn ba món rồi thì hai anh chị thích món nào nhất? Con trường quanh rồi. Sườn. Chị Ngọc thích món nào nhất? Chị thích cái món lòng nướng hơn. Món lòng nướng hơn. Ok, cảm ơn mọi người hôm nay đã ghé quán ăn Hạnh Phúc. Thì không biết là cảm xúc của hai anh chị hôm nay như thế nào ha? Tuyệt vời, no bụng luôn. Dạ. Rất là ngon. Mà nhờ chương trình anh cũng có thể giải bày tâm đúng sự rồi. Đúng không anh? Thật ra chương trình nào anh cũng lên anh tìm cách giải bày hết. Nhưng mà chương trình này đặc biệt là mình vừa được ăn nữa, mình được chia sẻ. Thật ra là cảm ơn chương trình đó. Tại vì khoảng 3 tháng rồi đó, 3 tháng em chưa ăn cơm với gia đình. 3 tháng em chỉ ăn cơm đoàn thôi đó. Em ăn cơm đoàn tức là 6 giờ sáng em đi, 12 giờ đêm em về. Thì đây là cái lần em ngồi ăn cơm với anh Nhiên lâu nhất trong lịch sử rồi đó. Thiệt. Có những buổi trưa mà em chỉ rảnh chút xíu là bắt đầu hai cha con phải chạy lên mon đợi em. Xong rồi em chạy lên mon ăn chung với nhau một bữa xong là giải tán liền. Không có ngồi nói chuyện lâu tới vậy đâu. Vậy là may mắn là chương trình chúng ta ngày hôm nay là đem hai vợ chồng kết nối lại. Bây giờ làm một tấm hình kỷ niệm. Ủa, phải chụp hình hả? Làm tấm hình kỷ niệm đến chương trình này là để cho là sau 3 tháng không có ăn uống đúng với rồi, nhau. Lâu lắm hả? Bây giờ chúng ta chụp tấm hình với nhau. Ok. Ok. Hy vọng là Quang Hạnh Phúc có thể chụp riêng một tấm hình của hai vợ chồng hay không? Để làm một cái kỷ niệm rất là đẹp của chương trình. Thôi là hai đứa em thôi hả? Của hai người bạn thôi. Làm tấm hình. Lâu rồi cũng không chụp hình chung. Đúng rồi. Rồi, yêu thương nhau nha. 1, 2, 3. Hai vợ chồng ký lên đi. Mình làm kỷ niệm ở đây một cái. Thật sự, ngày hôm nay là một số rất là cảm động, cảm xúc. Em bị sang chấn nhẹ. Sao vậy em? Là những người có gia đình là sẽ như thế này hả anh? Không, em không phải. Chỉ có mình gia đình này thôi, phải không anh? Hai chồng thấy sao? Thực ra là nếu mà anh muốn cái giây phút trầm lắng mà không có giỡn á, thì trong suốt 6 năm qua em với anh Nhiên chỉ có mỗi cái khoảnh khắc là em đau đẻ là không giỡn thôi. Vậy hả? Tại em cọc á, em không giỡn. Còn lại là em giỡn đều 6 năm giỡn liên tục. Ok, chúng tôi bỏ qua cô gái này. Dạ mời anh. Mời anh. Ra thì rất vui. Nhờ chương trình mình đã ngồi chung với vợ và ăn. Đặc biệt là ngồi chung với hai bạn. Chứ bình thường em cho anh ăn chỗ nào không ngồi chung. Em chắc là anh phải lấy mấy miếng xà lách đó anh. Chứ anh nói vậy người ta tưởng là ở nhà tôi ăn cái mâm rồi anh ăn mâm. Để cho chồng mình nói chứ. Rồi được ngồi ăn những cái món mà mình yêu thích nữa. Dạ. Thật sự thì trong cuộc sống á, em luôn có một cái câu em tâm đắc. Đó chính là mình được
sống một cuộc sống mà mình muốn. Mình được làm cái nghề mình thích, ở bên cạnh người mình yêu và ăn cái món mình thèm. Quá tuyệt vời. Thì ngày hôm nay em đến đây em làm được hai điều. À không, ba điều luôn. Đúng vậy. Tại vì em vẫn đang làm diễn viên mà. Và em biết tại sao chương trình của chúng tôi tên là Quán Ăn Hạnh Phúc chưa? Bởi vì vào đây là chỉ có hạnh phúc mà thôi. Rất là cảm ơn hai vợ chồng ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây cùng chung vui với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào số tiếp theo của chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Biên thực hiện, và rất cảm ơn Quán Ăn Super BBQ đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.